Mỹ nhân showbiz Việt nhận quà gì ngày 20 tháng 10? Vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, không chỉ riêng cánh đàn ông dành nhiều lời chúc dành cho những người phụ nữ của cuộc đời mình, mà chính bản thân các chị em phụ nữ cũng có những lời chúc tốt đẹp dành cho những người mẹ, người bà và người bạn của mình. Các mỹ nhân của showbiz Việt cũng không ngoại lệ. Ngoài lời chúc dành cho một nửa xinh đẹp thì họ còn nhận được những món quà ý nghĩa từ người thân, bạn bè và fan hâm mộ. Lý Nhã Kỳ gửi tới chị em trong ngày 20 tháng 10, tôi cầu chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này mãi xinh đẹp và luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương, và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu vừa vặn với mình. Lan Khuê là một trong những mỹ nhân Việt nhận được quà 20 tháng 10 sớm. Món quà mà người đẹp này nhận là một bông hồng vàng giá trị kèm theo lời chúc tốt đẹp. Phạm Hương về với bà con miền Trung sau lũ đúng dịp 20 tháng 10, người đẹp không quên gửi lời chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam tới một nửa xinh đẹp. Lâu lắm mới có một đêm thức trắng, mắt cay xè luôn. Lên đường về với miền Trung đây, chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Cát Phượng thì không giấu nổi hạnh phúc và xúc động khi nhận được hoa chúc mừng 20 tháng 10 của quán quân Giờ Voi Đức Phúc. Còn MC Cát Tường thì nhận được một lãng hoa hồng tươi thắm trong ngày phụ nữ Việt Nam. Chúc các chị em phụ nữ ngày 20 tháng 10 vui vẻ hạnh phúc. Sáng mình đã được tặng hoa rồi, cảm ơn nhớ. Cựu người mẫu Bùi Thúy Hoạnh thì dành lời chúc là chúc các chị em ngày càng xinh đẹp và hạnh phúc, chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Còn Chipu thì cảm thấy rất thích thú với món quà 20 tháng 10. MC Giọng Hát Việt Nhí 2016 cho biết, tỉnh giấc tôi thấy mình được yêu thương, cảm ơn món quà 20 tháng 10 sớm tâm lý quá đi. Còn Á hậu Dương Tú Anh thì hạnh phúc chia sẻ những niềm vui mà cô nhận được trong ngày 20 tháng 10. Người đẹp cũng không quên lời chúc xinh đẹp yêu đời tới các chị em. Buổi sớm ngày 20 tháng 10 có hai câu chuyện vui vui. Sáng dậy đi làm trong tình trạng mắt nhắm mắt mở leo lên xe taxi. Ngồi trên xe anh lái xe cứ xót xa. Em đi làm xa thế này vất vả quá nhỉ? Sáng nào em cũng đi taxi à? Vì chưa tỉnh táo nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Lúc tới nơi thanh toán tiền anh quay ra bảo, thôi lẻ 2.000 anh bớt cho em, khổ thân em vất vả ghê. Tự dưng tình ngủ hẳn vì chẳng mấy khi gặp được anh tài xế ga lăng như anh. Câu chuyện thứ hai là sau khi make up kỹ càng xinh đẹp, chụp xong bức hình này thì thay quần áo đi về. Đơn giản vì hôm nay được nghỉ làm mà bạn ý không biết. Thôi thì cũng phải cảm ơn nhiếp ảnh gia có tâm chúc Mai đã giúp mình lưu lại kỷ niệm ngày đặc biệt này. Chia sẻ tí vậy thôi, chúc các chị em phụ nữ luôn đẹp, luôn yêu đời và được cánh mày râu trân trọng và nâng niu, không chỉ riêng trong ngày hôm nay nhé. Còn Ngọc Trinh thì gửi lời chúc một nửa thế giới. Nhân ngày 20 tháng 10, Trinh xin chúc một nửa thế giới luôn xinh đẹp thành công trong cuộc sống, sẽ nhận được món quà đặc biệt ý nghĩa từ người yêu, gia đình và bạn bè, luôn được một nửa thế giới còn lại nâng niu và chiều chuộng nhé. Khởi My vô cùng cảm động trước món quà 20 tháng 10 bất ngờ của bạn trai tim đồn Kevin Khánh. Người ca sĩ vui mừng chia sẻ. Kéo xin ga lăng quá, chu đáo và đáng yêu nhất trái đất lại chuẩn bị quà 20 tháng 10 bất ngờ cho Joy nữa nè. Bây giờ phải mần sao cho hết cảm động đây,